Những thế hệ tân khoa đầu tiên từ UEH Vĩnh Long đã sẵn sàng. Với năng lực toàn cầu và khả năng hành động địa phương, chúng tôi tự hào là những thế hệ đầu tiên được trao quyền học tập tại Vĩnh Long, nhận bằng cấp từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh UEH. Học tập tại Vĩnh Long, luân chuyển hai học kỳ cuối ở các cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Học tập tại Vĩnh Long, nhận được đa dạng các chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên khu vực. Học tập tại Vĩnh Long, khám phá chính mình với hệ sinh thái đại học đa màu sắc. Học tập tại Vĩnh Long, tiết kiệm từ 35 đến 40% học phí so sánh với Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động vì sự phát triển bền vững của Mekong. Vậy, bạn có phải là The Next Generation?